Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả các bạn bè ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tây tháng 10 năm 2019. Và như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi vào trong các cái đề tài và trước khi vào các đề tài là phần bảo trợ của một số những người bạn. Đầu tiên là phần bảo trợ của luật sư Dina Nguyễn, số điện thoại là 714-657-2425, 714 657, 714 -657 luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở trên 50 tiểu bang có thể tham khảo luật di trú, nếu quý vị ở California quý vị có thể tham khảo thêm luật gia đình và luật thương mại. Số điện thoại một lần nữa 714 Quý vị nhớ là test cho luật sư trước khi quý vị gọi cho luật sư. <laughs> phần bảo trợ thứ hai là phần bảo trợ của Win Financial, công ty tài chánh và thuế vụ. Năm nay nếu như quý vị muốn đòi hỏi quyền lợi tối đa với sở thuế, quý vị có thể liên lạc với công ty Win Financial. 714-888-5666, 714 888 Công ty Win Financial còn giúp cho quý vị vay tiền mua nhà, mua building, xây dựng tín dụng hoặc sửa chữa tín dụng. Nếu quý vị có nhu cầu mua nhà, vui lòng liên lạc với Win Financial 714 888 5666. Phần bảo trợ thứ ba là của nhà hàng Song Long, tọa lạc ngay trên đường Bôn Sa, giữa trái tim của Lý Đô Sài Gòn có mặt trên 20 năm và có rất nhiều món ăn cho quý vị tha hồ lựa chọn. Ăn trưa với bạn bè, ăn tối với gia đình quý vị có thể chọn nhà hàng Song Long, số điện thoại là 7147753724, 7147753724 vào trang web đánh chữ Song Long Restaurant, quý vị sẽ có được cái địa chỉ chính thức của nhà hàng Song Long và kế tiếp là phần bảo trợ của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, chuyên về nha khoa cho cả người lớn lẫn trẻ em. Nếu quý vị muốn cho gia đình của mình, con em của mình có được hàm răng trắng, đẹp, khỏe, cứng cáp. Quý vị có thể chọn nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng để giao trách nhiệm này cho cô. Văn phòng của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, tức là Central Võ, tọa lạc ngay trên đường mặt gần góc đường Beach. Nếu quý vị đi từ hướng Magnolia tới thì bên tay phải là siêu thị thuận phát, bên tay trái là KMP Dental của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Và đó là những người bạn đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra thì chúng tôi còn được sự, sự bảo trợ của vợ chồng ca sĩ Anh Khoa. Ca sĩ Anh Khoa và phu nhân của là Iron Kassai đã có mặt và định cư tại Hoa Kỳ trong thời gian qua. Và hiện nay đang định cư tại thành phố Houston. Nếu các bạn bè, nhất là phái nữ mà muốn làm đẹp, muốn nhìn giữ da mặt của mình hoặc tất cả những vấn đề liên quan tới thẩm mỹ, quý vị có thể liên lạc với ca sĩ Anh Khoa qua số điện thoại là 409- 344-7620, và có thể gọi lấy hẹn và chính phu nhân của anh là chị Aden Kassai sẽ đến tận nhà chăm sóc làn da cho quý vị làm đẹp, làm facial, làm waxing hay là skincare chăm sóc làn da cho quý vị. Một lần nữa, hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ gọi cho ca sĩ Anh Khoa, nhất là những người bạn, những khán giả của Phong ở vùng Houston và vùng phụ cận số điện thoại một lần nữa 4093447620 4093447620 và đó là phần bảo trợ của những người bạn ngày hôm nay trên ga cái channel của Trần Nhật Phong và bây giờ thì chúng ta bước vào trong cái đề tài mỗi một ngày sáng ngày hôm nay thì Phong đã có loan tin và bây giờ có thêm chi tiết bản tin đó là bản tin mà Hoa Kỳ đã ra lệnh à đưa vào danh sách đen của 28 cái cơ sở của Trung Quốc, trong đó gồm 19 cơ quan nằm ở trong bộ an ninh của Trung Quốc và 8 công ty của Trung Quốc bao gồm luôn cả công ty à, Vision một trong những công ty mà sản xuất cái camera giám sát đường phố lớn nhất thế giới. Và trong ta trong tổng cộng 28 cái cơ quan này thì sẽ bị đưa vào cái danh sách đen. Ý nghĩa của sự danh sách đen này có nghĩa là những cái công ty này sẽ không hoặc là những người này sẽ không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ, họ sẽ không được phép mua bán ở Hoa Kỳ và các công ty của Hoa Kỳ cũng sẽ không cung cấp dịch vụ cho họ. Đây là một trong những cái danh sách mà nó đã nằm chung trong cái danh sách trước đó mà công ty Hyundai đội sổ đứng đầu là danh sách đen bị cấm cửa ở Hoa Kỳ. Đó là bản tin sáng hôm nay Phong Loan và bây giờ thì bản tin mới nhất cho biết là Hoa Kỳ đã giới hạn visa cho các giới chức nào liên quan tới những vụ bức hại người duy Ngô Nhĩ và người hồi giáo ở Tân Cương hoặc là cưỡng bức họ trong các trại cải tạo lao động đó là bản tin mới nhất sáng nay à, chiều nay và phong đọc bản tin này xong rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích về cái mối quan hệ phức tạp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc Chính quyền Hoa Kỳ ngày hôm nay thứ Ba đã đưa ra cái chương trình giới hạn tối đa visa cho tất cả những giới chức Trung Quốc bị tình nghi là bức hại người Duyên Ngô Nhĩ và người thiểu số Hồi giáo ở Trung Quốc. Lệnh cấm vận này nhắm vào các giới chức của chính quyền Cộng sản Trung Quốc và những người mà được tin rằng đã phải chịu trách nhiệm hoặc là đích thân ra tay đàn áp bắt giữ, lạm dụng đối với người Duyên Ngô Nhĩ, người Kazakh hay là những thành viên khác của cộng đồng Hồi giáo tại Tân Cương, Trung Quốc. Đó là lời loan báo của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Chỉ còn cái việc lệnh này đưa ra chưa tới 2 ngày trước khi mà Lưu Hi, Phó, Tổng, Phó Thủ tướng của Trung Quốc, sẽ bay qua Hoa Kỳ cùng với phái đoàn đàm phán gặp gỡ với ông Robert Lanier, đứng đầu Bộ Mậu Dịch của Hoa Kỳ và ông Steven Mnuchin là Bộ trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ. Cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm và ngày thứ Sáu. Bây giờ chưa tới 2 ngày thì đã cái lệnh cấm vận mới này được đưa ra. Lệnh này được đưa ra tiếp theo sau Bộ thương mại Hoa Kỳ hôm thứ hai đã ra lệnh à, giới hạn là sản phẩm của 28 cái à, cơ quan tổ chức của à, và công ty của Trung Quốc vào danh sách đen vì có liên quan tới cái việc mà đàn áp người thiểu số tại Tân Cương và trong đó thì gần 20 cái à, cơ quan an ninh ở khu vực Tân Cương cũng như là tám công ty lớn của Trung Quốc, trong đó gồm có Hikvision và Changshan Dahua Technology được xem là hai công ty sản xuất lớn nhất thế giới về các cái điện, các cái camera giám sát ở trên đường phố hoặc là trong các cái văn phòng, nhà cửa vân vân. Đây được xem là một trong những cái xác uh, lệnh mới nhất đã được ban hành và nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Ok các bạn, đây là một trong những cái uh, tin buổi chiều hôm nay chúng ta đã có được ok đi vào bản tin này thì chúng ta sẽ đi vào cái phân tích giống như tôi đã nói với các bạn trước đây là ông Trump mà ông lên tiếng ông ca ngợi một điều gì hay là ông nói một cái điều gì tích cực thì chúng ta phải cẩn thận nhất là với trường hợp với Trung Quốc thường thường với Trung Quốc là ông Trump luôn luôn theo kiểu của Việt Nam chúng ta nói là à, nói một đàn là một nẻo ông khen nhưng mà luôn luôn có những cái biện pháp đến bất ngờ. Và cái lệnh này nó ra chỉ trong vòng có 2-3 ngày trước khi mà Liêu Hy tới Hoa Kỳ ở Washington DC để có cuộc đàm phán vòng thứ 13. Và vòng thứ 13 này là tái tục lại kể từ khi đôi bên đổ vỡ các vòng đàm phán từ hồi tháng 5. Ok, thì như vậy, hai hồ sơ khác nhau. Liêu Hy là hồ sơ về những uh, cạnh tranh về kinh tế, mậu dịch và kỹ thuật. Còn Tân Cương là hồ sơ về nhân quyền. Từ cả mấy tháng này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn chịu áp lực rất nặng nề từ phía Quốc hội Hoa Kỳ là yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump phải có cái biện pháp cứng rắn hơn với chính quyền của Bắc Kinh liên quan tới vấn đề của Tân Cương. Và ông Trump từ ngày nhận chức cho tới bây giờ, ông không nhắc tới Tân Cương. Ông không nhắc tới Tân Cương, ông chỉ nhấn mạnh cái vấn đề à, mậu dịch, đánh cắp sản phẩm trí tuệ, làm gián điệp, vân vân của Trung Quốc. Ông ít khi nào nhắc tới hồ sơ nhân quyền lắm các bạn. Ông làm, ông không nói. Ông không giống như Obama, ông không giống như Bill Clinton. Suốt ngày thì cứ lên tiếng là chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền, nhưng cuối cùng họ thỏa hiệp với Trung Quốc để Trung Quốc tiếp tục chà đạp về nhân quyền. Còn phía ông Trump thì từ ngày lên tới bây giờ, ông ít nhắc tới những cái hồ sơ nhân quyền ông chỉ nói rằng tôi chỉ tập trung vào vấn đề giành lại quyền lợi cho đất nước hoa kỳ và người mỹ trên hết đó là hai cái chủ trương hàng đầu ngay từ khi ông nhận chức nhưng trên thực tế những hành động cụ thể của ông gấp trăm ngàn lời nói dưới thời obama các bạn còn nhớ là trung quốc cũng đã bị lên án gây gắt cho các cái hồ sơ ở tây tạng lẫn tân cương và chính thân đích thân obama mỗi lần qua trung quốc cũng nhắc vấn đề này cũng lên tiếng yêu cầu Trung Quốc là phải làm chuyện này chuyện kia. Nhưng mà cuối cùng, Obama đã không có một cái hành động cụ thể nào để buộc Trung Quốc phải có chịu trách nhiệm với những hành động của họ. Ngược lại ông Trump thì không nói. Ông không hề nhắc tới nhân quyền hay ông không hề nhắc tới những cái hồ sơ này. Nhưng mà ông có biện pháp và ông đưa ra hành động cụ thể. Đó là lời phát biểu của ông Trump ở Liên hiệp quốc là đã tới lúc chúng ta phải có hành động cụ thể khi mà ông phát biểu về quyền tự do tôn giáo ở tại diễn đàn liên hiệp quốc. Và bây giờ thì ông đã bắt đầu có biện pháp cụ thể và bằng chứng là ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày hôm nay, hai ngày liên tục là hai cái sắc lệnh được đưa ra. Một cái sắc lệnh là cấm cửa và đưa vào danh sách đen 28 cơ sở và công ty của Trung Quốc. Và ngày hôm nay thì tất cả những giới chức nào của Trung Quốc mà bị tình nghi là liên quan tới cái vụ đàn áp ở Tân Cương Nhốt người uh, Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo ở Tân Cương Hoặc là có những cái hành động liên quan tới Tân Cương Thì đều bị giới hạn, không cấm cửa, không được phép bước chân vào Hoa Kỳ Bị giới hạn Thì những nhân vật này không có nghĩa là chỉ là những cái nhân vật lãnh đạo ở Tân Cương không Lãnh đạo ở Tân Cương chắc chắn là bị rồi Nhưng mà những nhân vật ở trong bộ chính trị Mà gián tiếp ra lệnh cho cái việc đàn áp ở Tân Cương Cũng sẽ bị nằm trong danh sách này Vậy thì các bạn, trước khi mà đôi bên bước lại tái tục các vòng đàm phán về mậu dịch, thì rõ ràng Trung, Tổng thống Trump đã bắt đầu thúc đẩy những mặt trận khác như tôi đã nói. Là Hoa Kỳ với Trung Quốc có rất nhiều mặt trận. Và xưa nay nó là một cái đống bùi nhùi. Cái quan hệ rất phức tạp làm cho tất cả mọi người đều không có phân biệt được cái chuyện nào ra chuyện nào. Từ ngày mà ông Trump ổng lên, ông bắt đầu ổng xé cái đống bùi nhùi này ra. Ông phân loại cho từng thứ một và ổng sắp xếp vào ngăn cho nó thật là trật tự ngăn nắp để dễ làm việc và hồ sơ nhân quyền là cái hồ sơ mà ông để đó vẫn chưa nói tới cho tới lúc thích hợp ổng đưa hành động cụ thể ra và không tuyên bố so với những đời tổng thống trước trước đây thì các bạn thấy là các đời tổng thống từ bush clinton cho tới obama tất cả là một cái đống bùi nhùi Tất cả là một cái đống bùa nhùi tức là Trung Quốc chỉ cần thỏa hiệp một hai điều thôi là họ đem cái đống bùa nhùi này họ dẹp qua hết để mà tiếp tục đôi bên cùng có lại. Nhưng lần này với với ông Trump thì nó phân ra quá rõ ràng. Từng cái hộp một, từng cái hộp một. Giải quyết hộp này xong tới hộp kế bên, giải quyết hộp kế bên xong tới hộp kế bên nữa. Ông giải quyết từng hồ sơ và ông phân ra rất rõ ràng, ông tốn công 3 năm trời để ông phân loại từng hồ sơ ra để ngày hôm nay bắt đầu rõ ràng để dễ làm việc với Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc mọi việc bị phanh phui ra tất cả ánh sáng. Không còn trộn chung với nhau được nữa, không dùng chuyện này ép qua chuyện kia, không dùng chuyện kia ép qua chuyện họ được nữa. Họ phải giải quyết từng hồ sơ với Hoa Kỳ. Và các bạn thấy rõ ràng, bây giờ ông Trump lên, Trung Quốc đã bắt đầu nóng giận. Ngày hôm nay Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ thay đổi quyết định về lệnh cấm mà Hoa Kỳ đã ban lệnh ngày hôm qua, tức là đưa vào danh sách đen đó ngày hôm nay trung quốc đã phản ứng khá mạnh nhưng cái phản ứng này một lát nữa tôi sẽ nói chuyện tiếp với các bạn ở đề tài thứ hai tại vì đề tài thứ hai nó cũng liên quan tới trung quốc ok ở đây cái đề tài đầu tiên tôi nói về cái chính sách đối ngoại của ông trump rõ ràng là tổng thống trump đã cho chúng ta thấy rõ cái mục tiêu cụ thể trong cái nhiệm kỳ của ông là chuyển trục về á châu và ông đã spend time rất nhiều tại khu vực á châu so với những khu vực khác thì cái thời gian mà ông tốn À, tốn thời gian nhiều nhất là khu vực Á Châu từ những đối tác đồng minh của Hoa Kỳ cho tới những kẻ là đối thủ hay là những kẻ đang lạm dụng chính sách của Hoa Kỳ ông đều đưa lên trên bàn hết ông đều đưa lên trên bàn hết và trong cái uh, này thì rõ ràng các bạn thấy là cái chính sách nó cụ thể rõ ràng thứ nhất là sự xuất hiện càng thường xuyên hơn của quân đội Hoa Kỳ và hải quân Hoa Kỳ ngay tại khu vực biển đông thứ hai là liên tục mỗi một tháng tàu chiến của Hoa Kỳ đều băng ngang eo biển Đài Loan. Cộng thêm là từ ngày ổng nhận chức tới bây giờ, bốn lần Đài Loan yêu cầu bán vũ khí, ổng đều chấp thuận. Rồi thứ ba là ngày hôm qua thì là Hoa Kỳ đã chính thức ký một cái hiệp ước về mậu dịch với Nhật Bản trị giá lên tới 40 tỷ Mỹ Kim. Mà trong đó là Nhật Bản đồng ý mở rộng thị trường nông sản cho Hoa Kỳ lên tới 7 tỷ Mỹ Kim. Rồi bên cạnh đó ổng vẫn nối kết cố gắng thúc đẩy cái hồ sơ của Bắc Hàn. Ít nhất ổng đã gặp Kim Jong Un 3 lần. Hai lần chính thức trong hội nghị thượng đỉnh và một lần lần bất chợt nhưng lại tạo nên lịch sử ở bàn môn điếm ngay trên lãnh thổ của Bắc Hàn. Và ổng cũng đã đến gặp Moon Jae-in, lần nào ổng cũng gặp Moon Jae-in cả và đôi bên thảo luận rất chặt chẽ cho cái hồ sơ Đông Bắc Á. Các bạn nhìn lại toàn bộ cái quá trình 3 năm qua của ông Trump thì rõ ràng là cái thời gian mà ông, à, ông đã tốn ra thời gian là liên quan tới khu vực á châu nhiều hơn như vậy cái nhận định của chúng ta đầu tiên hết là cái sự chuyển trục về á châu của hoa kỳ cái chính sách đó rất rõ ràng không có cái gì gọi là à, bác bỏ được cái chính sách này hết và thứ hai là khi chuyển trục về á châu ông trump đã nhận ra được đối thủ của mình tại á châu là quốc gia nào và ông đã bắt đầu à, huy động tất cả những cái lực mà Hoa Kỳ có được, những cái mối quan hệ với Hoa Kỳ ở tại Á châu Thái Bình Dương có được để có thể bắt đầu thực hiện cái chiến lược thứ nhất là ngăn chặn sự bành trướng của quốc gia này, đó chính là Trung Quốc. Và thứ hai, khẳng định cái đường tự do hàng hải nơi đang có 600 triệu dân trên 600 triệu dân, một cái mức tiêu thụ không ít. Nó gấp đôi dân số của Hoa Kỳ. Và đồng thời nó là một cái thị trường tiêu thụ tiềm năng <laughs> không thể bỏ qua. So với Trung Quốc là 1.4 tỷ dân thì cái thị trường của khu vực Á châu này là trên 600 triệu dân. Đó là con số rất khổng lồ và là con số rất đáng để mà ông Trump suy nghĩ tới. Do đó, cái việc chuyển trục về Á châu cả quân sự lẫn kinh tế là cái bước đi mà Hoa Kỳ sẽ bước trong một hai thập niên tới. Trước đây thì từ cái thời của Obama trở về trước, nói chung là trở về trước cho tới cái, cái thời của tổng thống Reagan, thì các bạn thấy cái nơi tập trung nhiều nhất và tốn kém thời gian nhiều nhất của các đời tổng thống Mỹ là khu vực Trung Đông. Liên tục chiến tranh và những cái xung đột tại đây, nó nó đã nó là làm tốn hao thời gian của rất nhiều đời tổng thống Mỹ. Nhưng mà tới thời tổng thống Trump, thì coi như cái lò lửa Trung Đông đã không còn à, không còn gây ảnh hưởng mạnh tới nền chính trị của Hoa Kỳ. Mặc dù nó vẫn còn, nhưng cái chính là mặt trận Á Châu, mà mặt trận Á Châu khi mà nhìn thấy đối thủ là Trung Quốc, thì ông Trump đã dàn một cái cục thế và từ từ nó siết chặt Trung Quốc trở thành cô lập. Đây là cái bước mà gọi là cái chiến lược lâu dài mà ông Trump chọn để mà bắt đầu cái tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên tại à, trên Á Châu nói riêng và trên toàn cầu nói chung khi tái lập lại nền trật tự suốt 3 thập niên hai thập niên qua có thể nói là bắt đầu từ thời của Clinton. Thì cái à, lằn ranh giữa hai thế giới nó trở thành màu xám, giữa thế giới tự do và thế giới độc tài cộng sản. Nó đã trở thành à, nó đã trở thành cái gọi là cái à, một vùng màu xám, tức là khó nói chuyện. Nó rơi vào cái khúc mà tranh cãi hoài không dứt giữa hai cái thái cực khác nhau. Nhưng mà cái phần mà cái phần mà phía à, tổng thống Trump lên thì bắt đầu ổng phân lại cục diện trắng là trắng đen là đen nó rõ ràng như ban ngày và bây giờ thì ổng đẩy hai bên tức là các quốc gia trong một trong một vài năm tới họ sẽ phải chọn lựa một là đứng về phía Trung Quốc các quốc gia độc tài và hai là hội nhập vào thế giới tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo thì nó sẽ ra chia thành hai thái cực rõ ràng như thời chiến tranh lạnh. Nó rất là rõ ràng như thời chiến tranh lạnh. Điều này nó có lợi hay có hại cho toàn cầu các bạn? Nó có lợi cho những quốc gia có cái nền phát triển minh bạch. Nhưng mà nó gây thiệt hại cho những kẻ thích xã hội chủ nghĩa. Tại vì khi mà cái cục diện mà một quốc gia minh bạch đó, thì cái vấn đề phát triển kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu nhưng mà phát triển kinh tế cho người dân kiếm được tiền nó khác với phát triển kinh tế để cái kẻ cai trị hay là cái chính quyền đó kiếm được tiền là hai vấn đề khác nhau cái ông Trump đang làm là tìm cách làm cho Trung Quốc cạn máu tìm cách làm cho Trung Quốc bị cô lập và bị giới hạn cái mức xuất cản của họ giới hạn cái sự bành trướng của họ để bắt đầu cô lập họ và buộc cái chính quyền đó phải thay đổi một là anh đi theo cái đường hướng tự do giống như chúng tôi, anh sẽ phát triển tốt. Còn nếu anh đi ngược lại để giữ quyền lực cai trị của một đảng phái nào đó thì anh sẽ đi vào bế tắc, sẽ bị cô lập và từ từ các anh sẽ bị fade out. Sự fade out này nó tùy thuộc ở dân tộc các anh. Dân tộc các anh có ý thức thì cuộc fade out này nó sẽ là một cái cuộc chuyển tiếp nhẹ nhàng không đổ máu nhiều để có một cái xã hội khác phát triển tốt hơn. Còn nếu như dân tộc các anh yếu kém hay bị cái nền, cái nền, cái nền giáo dục nó yếu kém thì nó sẽ dẫn tới cuộc xung đột đẫm máu ở quốc gia các anh kéo dài dài hay ngắn tùy theo mức độ lớn nhỏ của quốc gia. Mà riêng với Trung Quốc thì tôi đã từng nói với các bạn, nội chiến của Trung Quốc sẽ kéo dài trên cả trăm năm nếu xảy ra cuộc nội chiến tại đây. Lần này ông Trump đã đưa ra cái uh, chiến thuật và cái chiến lược rất là vững chắc. Trung Quốc không có cớ phản công được. Cho tới giờ phút này, Trung Quốc phản ứng rất là yếu ớt. Mặc dù trên mặt báo chí, trên mặt truyền thông, họ vẫn gân cổ. Nhưng mà cái phản ứng cụ thể thì rất yếu ớt. Không đánh trả nổi những cái đòn của ông Trump. Từ cái việc mà cấm cửa một số công ty cho tới việc mà ban lệnh cấm mà đưa vào danh sách đen của nhiều công ty khác. Rồi ban cái hàng rào quan thuế đánh vào mặt hàng Trung Quốc rồi bắt đầu buộc các công ty Hoa Kỳ phải rút nguồn đầu tư của họ ra khỏi Trung Quốc. Chưa kể là giới hạn luôn cái mức đầu tư của các công ty cấp trung, cấp nhỏ của Trung Quốc trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ nữa. Nước nào cũng có khả năng vô sàn chứng khoán Hoa Kỳ cả. Nhưng mà riêng Trung Quốc sẽ bị giới hạn. Thì rõ ràng là ông Trump đang tìm cách cô lập Trung Quốc và mở mặt trận khiến cho Trung Quốc phải lúng túng nhiều thứ. Đấu trí với một nhà, đấu trí về kinh tế với một người mà làm kinh tế như ông Trump có lẽ Tập Cận Bình sẽ gặp khó khăn. Tại vì ông Trump trước khi trở thành tổng thống, ông là một thương gia. Và là lại là một thương gia đặc biệt nữa quý vị. Thương gia bình thường, họ chỉ làm ăn buôn bán. Còn thương gia như ông Trump, chủ yếu là các cuộc đàm phán thương lượng. Dù là mua bán địa ốc, dù là tổ chức những cái show truyền hình, hay là ngay cả trên sòng bạc của ông vẫn là những cuộc thương lượng nhiều hơn, bằng nước miếng nhiều hơn. Và từ nước miếng đó, ông kiếm bạc tỷ, mỗi một năm. Và bây giờ thì ông đem cái kinh nghiệm của một thương gia lão luyện này đem vào chính trường Hoa Kỳ. Và khi vào chính trường Hoa Kỳ, ông đã biến các cuộc thương lượng này đẩy đối thủ của ông trở nên lúng túng hơn. Bởi vì các thương gia họ tính toán rất kỹ. Những nhà chính trị tính toán kỹ không bằng những thương gia các bạn. Thương gia họ tính còn kỹ hơn nữa. Cho nên lần này Trung Quốc gặp phải ông Trump là một đối thủ đáng gờm và khi mà ông đã đưa mở tất cả các mặt trận này, Trung Quốc khó đối phó vô cùng, tại vì vừa có thể xoa dịu được một mặt trận thì mặt trận khác nó bùng lên lại ngay, tức là nó không để cho Trung Quốc được yên, nó sẽ nổ liên tục. Các bạn vừa thấy sáng ngày hôm nay là Trung Quốc xuống tông, tức là bão bắt đầu mềm giọng lại trước khi mà đối bên có cuộc đối thoại màu dịch, thì ngay lập tức là phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và phía à đã tung ra cái việc mà cấm cửa với các viên chức của Trung Quốc. Thì cái cách của ông Trump là như vậy mà. Càng tới gần ngày thì ông càng áp cái biện pháp cứng rắn tới để mà buộc đối phương phải cảm thấy lúng túng. Và nếu như cái hồ sơ nhân quyền vừa mềm xuống, ông lại chuyển qua cái hồ sơ quân sự. Hồ sơ quân sự vừa xong, ông lại chuyển qua cái hồ sơ mô sinh. Hồ sơ mô sinh vừa xong, ông lại chuyển qua cái hồ sơ về à, di trú, vân vân Tức là các cái hồ sơ này nó sẽ luân chuyển để nó tiếp tục có những cái có những cái phát súng nhắm vào Trung Quốc và Trung Quốc sẽ phải đối phó liên tục. Họ sẽ không họ sẽ không có thời gian rảnh để mà tính toán những chuyện khác với cái đòn tấn công ráo riết và liên tục của ông tâm không dừng lại trên nhiều hồ sơ. Hồ sơ nhân quyền hôm nay chỉ là một và như tôi đã nói Tổng thống Trump ông rất là à, ông rất là im lặng trong cái vấn đề này. từ ngày ông lên nhận tổng thống bây giờ ít khi nào các bạn nghe ổng nhắc tới vấn đề nhân quyền lắm, nhất là kể cả cái thời gian mà gọi là gây gắt nhất là lúc mà nhà báo Kasugi bị giết tại thổ nhĩ kỳ mà nói rằng là giới chức của Saudi Arabia chịu trách nhiệm đó. Lúc đó ông Trump, ổng cũng nói chuyện hai hàng không à? Ông cũng đâu có đẩy trái banh tới tận nơi đâu các bạn, ông cũng đâu có đẩy cái cục diện tới tận nơi đâu à, theo ý của tờ Washington Post sao? Tại vì ông kasugi là ký giả Washington Post mà Washington Post thì muốn dùng vụ này vừa để PR cho tờ báo của họ là một tờ báo nổi tiếng. Thứ hai là gì? Sử dụng cái trường hợp của Kasugi tấn công tổng thống Trump. Và thứ ba là dùng cái sinh mạng của Kasugi để xây dựng uy tín của tờ Washington Post. Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy ông Trump ổng vẫn phớt nhiều. Ông không nói, nhưng ông làm. Ông đã có những cái biện pháp mạnh với là cả Saudi Arabia và kể cả với lại Thổ Nhĩ Kỳ. Và lần này, tới phiên cái tình hình của Trung Quốc cũng vậy. Ông không nói. Và các bạn có thấy từ ngày ông lên nhận chức tới bây giờ, ông có nhắc tới nhân quyền đâu. Ngoại trừ cái bài diễn văn vừa rồi, ông nhắc tới cái nền tự do tôn giáo. Còn hầu như trong 3 năm của ông, ông không nhắc tới. Rồi bên cạnh đó, các bạn thấy trong 3 năm qua, ông có một ngày nào hay một giờ, một phút nào gặp gỡ được người đối tác đồng minh thân cận của mình là bà thái anh văn tổng thống đài loan không ngoại trừ cú điện thoại duy nhất mà ông nhận từ bà thái anh văn khi ông thắng cử tổng thống cho tới giờ phút này hai bên không nói chuyện với nhau nhưng mà những chính sách của ông rõ ràng hỗ trợ một cách cụ thể cho đài loan đài loan yêu cầu mua cái gì ông đáp ứng cái đó thậm chí ông còn ra những cái luật có lợi cho đài loan ví dụ như là cái luật mà ông ra ban hành từ năm ngoái là cái quan hệ với đài loan trong đó cho phép các giới chức Hoa Kỳ viếng thăm Đài Loan trong cương vị của mình. Trước đây, dưới cái chính sách One China của Trung Quốc, thì các viên chức Hoa Kỳ viếng thăm Đài Loan đa phần là dùng danh nghĩa cá nhân. Nhưng mà từ năm ngoái, ông Trump ban hành cái luận này, cái lệnh này, á thì coi như là các viên chức của Hoa Kỳ có thể viếng thăm Đài Loan trong chức vụ của mình mà không dùng cái danh nghĩa cá nhân nữa tức là ổng tạo những cơ hội nhưng mà ổng có bao giờ gặp bà Thái Anh Văn, có bao giờ ổng nhắc tới Đài Loan không các bạn? Ít. Ngay cả cái chuyến mà tới nước Nhật để giữ cái G20, ấy cái G cái ở à, cái G20 và bên cạnh đó là ổng còn ghé tới Nam Hàn để mà tham để mà gặp gỡ Kim Jong Un mà ổng cũng không ghé tới Đài Loan nữa. Thậm chí ghé Đài Loan ổng cũng không ghé luôn. Nhưng mà tất cả chính sách của ông dành cho Đài Loan đều đầy đủ. Điều này cho các bạn thấy, ông Trump khác với những đời tổng thống khác. Không có giống như các bạn nghĩ rằng, ôi cuối cùng thì ông Mỹ và ông Trung Quốc cũng sẽ bắt tay nhau làm thịt mấy nước nhỏ thôi. Với ông Trump khác. Với ông Trump thì không có nghĩa là bắt tay đâu. Tại vì ông đã đẩy Trung Quốc thành đối thủ thì không có nghĩa là Hoa Kỳ với Trung Quốc phải bắt tay. Đẩy là đối thủ thì tức là tất cả các chính sách đối với Trung Quốc sẽ phải bị thay đổi. Vì đó là quy tắc của Hoa Kỳ. Khi một quốc gia bị xem là đối thủ hay bị xem là kẻ thù, thì chính sách với quốc gia đó sẽ được thay đổi theo đúng với cái tinh thần, của nó, chứ không còn vùng màu xám, nhẹ nhàng, khỏa lấp giống như những đời tổng thống trước. Và lần này Trung Quốc gặp nạn rồi các bạn. Cây này mà ông tăng cái hồ sơ này rồi trong một... Trước cái ngày mà Lưu Hy tới, ông dặn thêm một cú nữa. Chúng ta chưa biết cú nào lúc đó còn chơi giới nữa các bạn. Hôm qua thứ hai thì là cấm cửa và à, ban cái lệnh gọi là cấm vận và đưa vào trong danh sách đen thì đúng hơn là 28 cơ sở và công ty. Hôm nay thì giới hạn tất cả những giới chức của Trung Quốc. Ngày mai chưa biết chuyện gì xảy ra trước ngày Liêu Hy có mặt tại Hoa Kỳ và đó là cái chính sách mà cho các bạn thấy rõ nét hơn về cái chuyển trục tại Á Châu của Hoa Kỳ tại khu vực này và chắc chắn trong một hai thập niên nữa, Á Châu sẽ là cái nơi điểm sáng nhất của toàn cầu trong một hai thập niên tới. Ok, một lát nữa Phong sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai và trong đề tài thứ hai này, Trung Quốc tiếp tục gia tăng áp lực như thế nào đối với lại những người ủng hộ cho Hồng Kông và chuyện gì xảy ra? Một lát nữa chúng ta sẽ thảo luận đến vấn đề này. Mong các bạn đừng để khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại trong vòng 3 phút.